Tiểu sử Lý Trác Dương. Lý Trác Dương có tên thật là Lý Trác Dương, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc, nơi sinh Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, ngày sinh 16 tháng 12 năm 1998, tốt nghiệp Học viện Múa của Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, Cung Hoàng Đạo, Nhân Mã, tác phẩm tiêu biểu, Mê Thất, Truyền Thuyết Quan Âm Ngày Tây, Mối Quan Hệ Hoàn Hảo, Ảnh, Họa Tội Sư, Huynh Đài Xin Dừng Bước, nghề nghiệp diễn viên. Về thời niên thiếu, Lý Trác Dương yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Năm 15 tuổi, anh đã tham gia bộ phim truyền hình Lão Binh do đạo diễn Triệu Bạn Sơn chỉ đạo. Ngoài ra, anh cũng đã học múa từ nhỏ. Vào năm 2013, anh thi đỗ vào Học viện Múa của Học viện Âm nhạc Thẩm Dương với thành tích đứng đầu chuyên ngành. Trong thời gian học tại trường, anh đã nhiều lần đạt giải nhất trong các cuộc thi múa. Về sự nghiệp diễn xuất, năm 2018, Lý Trác Dương đã tham gia bộ phim Võ Hiệp Ảnh do đạo diễn Trương Nghệ Mưu chỉ đạo. Anh đã đóng vai Quỷ Thành Tử Sĩ. Tháng 3 năm 2019, Lý Trác Dương đã tham gia bộ phim Thanh Xuân Trinh Thám Mê Thất 1231 do đạo diễn Từ Hiệu Lục chỉ đạo. Anh đã vào vai phản diện Trương Kinh Lôi. Tháng 6, anh tham gia bộ phim Trinh Thám Họa Tội Sư do đạo diễn Trương La Bình chỉ đạo, vào vai Tiểu Mãn, một bậc thầy độc dược của Quỷ Thành. Tháng 2 năm 2020, Lý Trác Dương đã hợp tác với Hoành Hiên, Đông Lê Á, Trần Số và Cao Lộ trong bộ phim truyền hình đô thị Mối Quan Hệ Hoàn Hảo do đạo diễn An Kiến chỉ đạo. Anh vào vai Roe, thư ký cao cấp. Tháng 4, anh cùng với Lưu Tư Bác, Trương Miểu Di hợp tác trong bộ phim cổ trang Truyền Thuyết Quan Âm Ngày Tây do đạo diễn Luyện Bội Hồng chỉ đạo. Anh vào vai Trừng Ma, người đẹp nhất ma giới. Ngày 17 tháng 11, bộ phim Hải Cổ Trang Học Đường, Huynh Đài Xin Dừng Bước do anh tham gia cùng với Trương Khai Thái, Trần Đăng Nhạc và Đặng Thi Vận đã phát sóng. Anh vào vai Phương Thành, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nhạc Phương Tây. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, bộ phim Điện ảnh Kháng Mỹ Viện Chiều Trường Tân Hồ do anh tham gia được công chiếu. Ngày 1 tháng 4 năm 2022, bộ phim Hai Học Đường Đô Thị Thì Ra Là Thầy Giáo phát sóng, anh vào vai Trần Diêu. Cùng năm, anh đã tham gia bộ phim truyền hình Tiểu Bạch Hồ Nhà Thần Quân phát sóng. Tháng 8 năm 2023, bộ phim ngắn Xa Dã do anh đóng vai chính đã khai máy. Ngày 16 tháng 9, bộ phim truyền hình Giang Hồ Tuyệt Sắc Lục mà anh tham gia được phát sóng. Ngày 22 tháng 8 năm 2024, bộ phim trực tuyến Yên Chi Tựa Lửa do anh đóng vai chính được phát sóng.